Shop hàng nền nội địa, xin chào các bác. Hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2020 rồi. Tình hình miền Bắc thì vẫn còn mưa và nồm ẩm rất là nhiều. Nhưng mà hàng thì em cũng đã gần hết rồi. Bây giờ còn chiếc máy Sanyo này điện lưới 220V có kênh gió đảo tự động các bác này. Nhưng con này là dòng 3 trong 1 thôi, có hút ẩm, có làm mát hút ẩm và quạt gió nên không có sưởi ấm. Đấy. Máy thì còn khá là đẹp. Anh em, máy còn rất là đẹp. Đấy. Con này thì em bán là cho các bác nào mua mà không có nhu cầu sưởi ấm thì con này là 2.9 triệu. Mục đích các bác mang về hút ẩm và làm mát mùa hè. Con này hút ẩm của nó là 20 lít một ngày, chạy không kém gì các cái thể loại máy hút ẩm đâu, mà nó lại rẻ hơn. Điện lưới thì 220V rất là tiện. Tình trạng máy thì vẫn còn rất là đẹp các bác nhé. Đấy, con này không có sưởi ấm đâu. Con này dòng máy 3 trong 1, chỉ có làm mát hút ẩm và quạt gió thôi. Tình trạng máy còn khá là mới. Đấy. Con này em bán là 2.9 triệu. Nếu bác nào có nhu cầu thì các bác liên hệ với em, còn một chiếc duy nhất con đấy rồi. Còn mấy con 2 chiều thì hiện tại đang hết rồi, chưa có hàng. Rất khá hàng quá. Bác nào có nhu cầu thì các bác liên hệ với em nhé. Cảm ơn các bác.